Sau đây thì chúng tôi xin mời Hoa hậu môi trường thế giới Nguyễn Thanh Hà, đại sứ thiện chí Liên Hiệp Quốc lên chia sẻ với hội nghị của chúng ta về với những cái hiến kế cho các công tác tuyên truyền thế hệ trẻ tham gia bảo vệ môi trường và xây dựng thành phố sạch đẹp văn minh. Kính thưa quý ban lãnh đạo, kính thưa quý vị đại biểu, cùng với tất cả khách quý đã dành thời gian quý báu của mình có mặt để mà tham gia tham luận ngày hôm nay. Và ngày hôm nay em muốn đem đến một cái bài tham luận về vấn đề của Gen Z trong cái việc tham gia bảo vệ môi trường và xây dựng thành phố Hồ Chí Minh xanh, sạch, đẹp và văn minh. Như mọi người cũng đã biết thì người trẻ thuộc nhóm Gen Z ở Việt Nam là những cái người trẻ sinh ra khoảng từ năm 1997 đến 2012. Và có nghĩa là hiện nay họ là cái nhóm người từ độ tuổi 11 cho đến 26 tuổi. Và đây chính là cái thế hệ sinh ra và lớn lên trong một cái hoàn cảnh cũng như là hoàn toàn trong cái thời đại kỹ thuật số và cũng như là tận hưởng những cái thành quả khoa học và phần lớn tương tác cũng như là hành động sống chủ yếu qua các tiếp xúc của mạng xã hội. Và nhóm người trẻ này thì chiếm khoảng 33% số người sử dụng mạng xã hội và Internet. Theo một cái báo cáo của đầu năm 2022 của We Are Social, số người trẻ ngày nay xài mạng xã hội rất là nhiều. Chính vì vậy, khi mà nói đến những cái cuộc vận động người dân của thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch vì một cái thành phố xanh sạch đẹp và thân thiện với môi trường, thì em tin rằng là ta phải tìm cách để mà có thể tiếp cận mạnh mẽ cũng như là trực tiếp đến những cái giới trẻ như thế này. Đa số hiện giờ giới trẻ luôn luôn sử dụng mạng xã hội để mà truy cập lên Internet và để có thể tác động mạnh mẽ đến nhiều giới trẻ cũng như là nhiều bạn học sinh, sinh viên, thì em nghĩ có thể đem những cái thông điệp bảo vệ môi trường lên mạng xã hội thì giới trẻ có thể cập nhật được tình hình và sẽ có được cái kết quả tốt hơn. Và trong tham luận ngày hôm nay thì Thanh Hà xin hiến một cái số ý kiến, hy vọng có thể gửi được một cái tiếng nói thuộc thế hệ Gen Z đến cái công cuộc có thể thay đổi nhận thức và bảo vệ môi trường thành phố Hồ Chí Minh trong cái cuộc sống hàng ngày. Điều đầu tiên chính là có thể tiếp cận được cái thần tượng giới trẻ dưới cái góc nhìn tạo cảm hứng. Và như mọi người cũng đã biết, vào ngày 29 tháng 7 và 30 tháng 7 vừa qua là một cái sự kiện rất là lớn tại thủ đô Hà Nội. Đó chính là nhóm nhạc Hàn Quốc Blackpink đã đến Việt Nam để mà biểu diễn, thu hút đến 60.000 khán giả, không chỉ là trong nước mà vào cái ngày đấy em cũng đã có mặt tại sân vận động Mỹ Đình và đã chứng kiến rất là nhiều những cái câu chuyện không mấy là tích cực tại cái sân vận động này. Và không chỉ là tất cả người dân từ tất cả các tỉnh thành của Việt Nam tham gia cái buổi biểu diễn này mà có những cái fan quốc tế như là Hồng Kông, Thái Lan, Indonesia, Trung Quốc, Singapore, rất là nhiều fan quốc tế cũng đã chứng kiến tại sân vận động Mỹ Đình có rất là nhiều rác thải, người dân thì chen lấn xô đẩy, khạc nước giữa sân vận động vì đây là cái sân vận động tổ chức rất là nhiều những cái cuộc thi quốc tế và chúng ta phải luôn giữ hình tượng cho một cái sân vận động, đặc biệt chính là thủ đô của Việt Nam. Đa số thì những người lớn tuổi nhìn vào một cái sự kiện như thế này sẽ nghĩ theo một cái hướng rất là tiêu cực. Ví dụ như là tốn tiền, không biết tiết kiệm hoặc là đua đòi chạy theo xu hướng giới trẻ. Nhưng mà với em là một người trẻ cũng như là Gen Z thì cũng như các bạn thôi thì em thấy đây là một cái cơ hội thật sự để mà có thể đưa cái thông điệp tích cực và truyền tải được cái phong cách sống đúng đắn đến với chính những cái người hâm mộ trẻ. Và mọi người cũng có thể tưởng tượng rằng là nếu như mà vào cuối đêm diễn mà tất cả các nghệ sĩ Hàn Quốc có thể chia sẻ với fan rằng là các bạn có thể giữ gìn vệ sinh chung hoặc là các bạn có thể đừng có chen lấn xô đẩy hoặc là những cái hành động có thể tích cực hơn thì em nghĩ cái buổi hòa nhạc đó sẽ rất là thú vị và có thể ý nghĩa hơn rất là nhiều. Và bản thân em thấy có lẽ là phần lớn như là đồ ăn nè, quần áo, áo mưa và các bạn bỏ rác rất là nhiều và cũng không quan tâm đến những cô chú công nhân sẽ dọn rác như thế nào. Và mọi người cũng đã thấy là sau khi mà cái buổi trình diễn của nhóm nhạc này kết thúc thì tại sân Mỹ Đình đã có những cái hiện tượng rất là kinh khủng. Đó chính là cái sân vận động nó lại biến dạng, những cái sân cỏ không còn xanh tươi nữa mà nó lại biến thành màu vàng, có rất là nhiều rác thải trên đó và cũng như là mọi người không có biết giữ ý thức chung. Cho nên là cái sân vận động sau cái ngày hôm đó thật sự rất là kinh khủng. Và em cũng là một người có mặt tại cái buổi diễn đó và em đã chứng kiến tất cả mọi thứ. Để các cơ quan quản lý có thể yêu cầu thần tượng của mình, nghệ sĩ thể hiện dưới những cái hình thức như là ca sĩ, chương trình, thần tượng thì chúng ta cần phải từ cả micro sân khấu và tự nhắc nhở khán giả rằng là sau khi kết thúc buổi trình diễn thì mọi người nên có một cái ý thức bảo vệ môi trường chung. Thứ hai em muốn nói tới đó chính là tiếp cận những cái người trẻ trong những cái hoạt động mà họ thường làm.
Người trẻ thuộc Gen Z thì chắc chắn là ai cũng sẽ thích uống trà sữa, bản thân em cũng vậy. Và mọi người phải luôn luôn biết rằng là khi mà sử dụng những cái trà sữa thì sẽ chắc chắn là sẽ có rác thải nhựa. Hiện nay thì em cũng biết rằng là có những cái quán cà phê trà sữa đã thay đổi cái hình thức bằng những cái ly nhựa sẽ thay bằng những cái ly giấy nè, ống hút nhựa thì sẽ thay đổi bằng ống hút giấy. Tuy nhiên không phải là tất cả các tiệm sẽ như vậy, chỉ là đa số thôi. Và em mong muốn rằng là trong tương lai thì thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta cũng như là Việt Nam và tất cả các nơi có thể thay đổi hết tất cả các vật dụng làm bằng nhựa thay bằng những cái vật liệu thân thiện với môi trường hơn. Em biết rằng là mỗi ngày các quán trà sữa đều phải thải ra hàng chục ngàn ly nhựa và những cái ống hút nhựa. Và nếu như mà cái hình thức này được sử dụng thì em nghĩ thành phố nên khuyến khích thay đổi theo cách thân thiện hơn với môi trường, thì có thể làm cho có thể cái số lượng rác thải bằng nhựa giảm thiểu đi và có thể thay đổi được cái thói quen sinh sống hàng ngày của Gen Z, có thể thay đổi theo một cái hướng tích cực hơn. Bằng những cái hình thức tương tự thì cũng có thể áp dụng cho hàng ăn bán mang về nè, đóng gói bằng những cái loại hộp, thay bằng hộp nhựa thì chúng ta có thể thay bằng những cái hộp giấy để cho thân thiện với môi trường hơn. Và với những cái hoạt động du lịch thì thành phố cũng có thể tổ chức những cái hình thức khuyến khích du lịch như là dọn rác nè, để đổi lấy một cái lợi ích gì đó từ nơi mà họ đến du lịch. Có những cái hòn đảo khuyến mãi cho khách du lịch một tour để mà đi đạp xe đạp miễn phí nếu mà họ có thể tham gia những cái buổi dọn rác vào buổi sáng ở bờ biển. Và cho du khách chọn một cái món hoa tươi có sẵn trong cái làng du lịch nếu mà họ đem về và gửi lại 5 cái ống lon hoặc là chai bia trong cái chuyến đi của họ. Và trong những cái hoạt động này, tuy chỉ có thể thực hiện ở cái quy mô nhỏ như là làng du lịch, cộng đồng du lịch như là quận 1, quận 5, Củ Chi, Cần Giờ, nhưng mà chắc chắn đều sẽ có tác dụng tạo cảm hứng để cho người trẻ có thể tự mình tham gia và giải quyết, giúp những người dân địa phương chú trọng hơn về những cái vấn đề bảo vệ môi trường. Và để họ có thể thấy được cái giá trị của một cái chuyến đi có ý nghĩa như thế nào và để cho có thể tương tác với những cái người dân bản địa và được quà và có thể hiểu thêm rác thải từ khách du lịch có thể gây hại như thế nào, ảnh hưởng xấu đến những cái khu du lịch như thế nào. Cuối cùng cũng chính là cái quan trọng nhất, đó chính là Gen Z sống ảo và hành động thật. Như mọi người cũng đã biết thì giới trẻ Gen Z bây giờ bấm điện thoại 24/7, lúc nào cũng cầm vào điện thoại và chắc chắn rằng mỗi bạn sẽ luôn có một cái tài khoản cá nhân, có thể là TikTok, Instagram, Facebook hay là bất kỳ mạng xã hội nào các bạn cũng có thể tự mình có, không chỉ là một cái mà rất là nhiều cái. Và tất cả các bạn trẻ Gen Z bây giờ luôn học tập theo những cái social media trên mạng xã hội. Và em nghĩ cái cách tốt nhất mà để đánh mạnh vào tâm lý và tâm trí của người trẻ bây giờ đó chính là chúng ta hãy tạo dựng một cái biện pháp bảo vệ môi trường trên chính những cái mạng xã hội mà những cái bạn trẻ đó đang tham gia. Theo em thấy thì một cái video ngôi sao nổi tiếng, có thể là những cái ngôi sao nổi tiếng đó đi khoe cái cảnh mà mình đi dọn rác nè, trồng cây hoặc là những cái hoạt động bảo vệ môi trường thì chắc chắn là những bạn trẻ sẽ học tập và noi gương theo. Và đối với em thấy truyền thông cho Gen Z phải là một cái truyền thông ngắn, và trong những cái video là phải luôn tươi trẻ, hài hước và đơn giản như là trên YouTube, TikTok. Và để có được những cái nội dung này thì chắc chắn chúng ta phải cập nhật tình hình giới trẻ đang mong muốn như thế nào, giới trẻ thực sự thích như thế nào thì chúng ta sẽ làm theo. Cuối cùng thì em tin rằng là Gen Z chính là cái thế hệ sẽ định hình được cái thái độ sống và môi trường sống của thành phố trong tương lai, nhưng mà chắc chắn là sẽ không xa. Và chia sẻ được cái lối sống sạch sẽ, có ý thức, trân trọng môi trường phải đến từ những cái hoạt động liên tục và kéo dài trong nhiều năm tháng, chứ không phải là làm một hai ngày là nó sẽ có kết quả. Phải luôn luôn kiên trì và nỗ lực. Em thấy giới trẻ bây giờ để có được một cái cuộc sống tốt đẹp cho môi trường thì giới trẻ nên biết cái cách suy nghĩ sâu xa hơn. Giới trẻ bây giờ thì hầu như sẽ không quan tâm đến những cái vấn đề như thế này, nhưng mà em nghĩ là bây giờ nên truyền tải nhiều cái thông điệp đến cho giới trẻ nhiều hơn, để mà giới trẻ có thể biết được rằng mình đang còn rất là trẻ và mình phải đối diện với cái môi trường hàng ngày như thế nào. Biết đâu bây giờ nó chưa tiêu cực, nhưng mà một ngày nào đó nó sẽ tiêu cực thì giới trẻ sẽ xử lý ra làm sao. Em tin rằng là có những cái tương tác thì sẽ có thưởng và có phạt và giàu cảm xúc. Và để cho cái người trẻ ở đây có thể biết được là chính cái thành phố của họ là nơi tuổi trẻ của họ thật sự tươi đẹp và đáng sống nếu như mà môi trường của họ trong lành và an toàn. Em xin hết, em xin cảm ơn.